Câu chuyện số 39: Người giữ lửa hạnh phúc. Cổ nhân có câu: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Lời này khẳng định vai trò của người phụ nữ trong việc giữ ngọn lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình. Đó cũng có nghĩa là lấy được một người phụ nữ thích hợp thì quan trọng hơn có được những thứ khác trên đời. Để minh chứng cho lời người xưa về vai trò của người giữ lửa hạnh phúc, trước hết chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây. Có một đôi vợ chồng nông dân già sống với nhau trong một trang trại nhỏ. Họ hầu như không có gì trên đời ngoài một con ngựa sống bằng cỏ mọc trong rãnh ven đường. Một ngày nọ, cụ già bàn với vợ quyết định đem bán con ngựa đi hoặc đổi lấy một vật gì hữu ích hơn. Cụ bà nhất trí ngay với ông, và thế là ông cụ lên đường đi chợ. Đi qua một cái chợ, ông cụ thấy một người đàn ông đang dắt một con bò cái ra chợ. Ông cụ thầm nghĩ, sữa nó chắc là tốt lắm đây, ngựa mình mà đổi lấy con bò tuyệt đẹp này cũng đáng lắm rồi. Cụ cất tiếng hỏi và hai người đàn ông trao đổi hai con vật cho nhau. Sau khi đổi xong, cụ ông lại tiếp tục đánh bò ra tỉnh. Đang đi, cụ gặp một người đang dắt một con cừu. Ông cụ nông dân lại quyết định đổi con bò lấy cừu. Bỗng cụ gặp một anh chàng từ một con đường nhỏ ra tay ôm một con ngỗng. Cụ lại ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng xin đổi con cừu lấy con ngỗng. Lúc ấy cụ đã gần đến tỉnh, càng ngày lại càng đông người và chen chúc nhau trên đường. Cả đám đi xuống cả rãnh sát vào bờ rào ở cửa ô, người ta chen chúc nhau hỗn độn. Chợt cụ nhìn thấy một con gà mái rất đẹp. Cụ nghĩ gà là một giống vật nuôi hiện tiện nhất, chả phải trông nom gì cả. Nó đi nhặt nhạnh hột rơi, hột vãi mà ăn thôi, mình sẽ đổi ngỗng lấy gà. Thế là vụ đổi chác được thực hiện ngay. Khi đến hàng ăn, cụ nhìn thấy một người từ trong nhà hàng đi ra, tay xách một túi đầy ắp táo. Cụ nhớ đến bà thích ăn táo, lại quyết định đổi con gà lấy một túi táo trong nhà hàng. Đến đây, rất đông khách, có hai người du lịch giàu có và thích đánh cược. Khi thấy túi táo của cụ, họ tò mò hỏi và được cụ kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi đổi ngựa đến lúc có được túi táo. Hai người bảo cụ, thế này thì khi về đến nhà, bà sẽ đón tiếp ông vui vẻ, đáo để một trận cho mà xem. Ông cụ trả lời, sao lại một trận, chẳng nói chơi đâu, bà ấy sẽ ôm hôn tôi và bảo, ông thì làm gì cũng đúng, ông muốn cược bao nhiêu vàng, một yến hay một tạ cũng được. Ông cụ nông dân đáp, một đấu thôi, tôi chỉ có thể cược với các ông đấu táo của tôi thôi. Cuộc đấu được thực hiện xong, họ đánh cược. Người ta đánh xe của ông chủ hàng cơm ra, hai người đàn ông leo lên xe và ông cụ nông dân cũng leo lên. Chẳng mấy chốc họ dừng lại trước nhà ông, chào bà nó thân mến. Chào ông nó thân mến, đổi chác xong rồi à? Ông thật thông thạo công việc. Bà lão phúc hậu nói rồi ôm hôn ông cụ, chẳng để ý đến túi táo lẫn hai ông khách lạ. Ông cụ nói tiếp, tôi đã đổi ngựa lấy một con bò cái. Đổi ơn thượng đế, nhà mình sắp có sữa, ông lại có cả bơ, ăn lại có cả bơ và phô mát nữa chứ. Đổi như vậy là hời đấy. Nhưng sau thì tôi lại đổi con bò sữa lấy một con cừu cái. Thế thì hơn thật, nhà mình cũng chỉ vừa đủ để nuôi một con cừu thôi. Nó lại có sữa, tôi mê phô mát làm bằng sữa cừu lắm. Ngoài ra tôi lại có len để đan các loại bít tất ngắn dài, vừa ấm vừa tốt nữa kìa. Đấy, bò cái thì chả được như thế, ông lo liệu tươm tất đấy. Chưa xong đâu, bà nọ ạ. Con cừu ấy tôi đổi lấy một con ngỗng đẹp ra trò. Ông già thân mến của tôi ơi,
Ông luôn nghĩ cách làm cho tôi vui thích nhất. Còn kịp chán, từ giờ đến lễ Giáng sinh chúng mình còn đủ. Thì giờ vỗ béo cho nó. Không, còn con ngỗng nữa đâu. Tôi đã đem đổi nó lấy một con gà mái rồi. Gà mái có giá trị của gà mái chứ. Nó đẻ trứng này, nó ấp này, rồi nở ra một khối là gà con lớn lên thành cả một bầy đầy sân. Cả đời tôi chỉ mơ có một sân đầy gà vịt thôi. Chưa xong đâu. Bà thân mến, tôi đã đổi gà lấy một túi táo còi rồi. Sao? Thật không? Ông chồng thân mến của tôi ơi, thế thì bây giờ tôi phải hôn ông mới được. Ông có muốn tôi kể chuyện xảy ra hôm nay cho ông nghe không? Sớm nay lúc ông vừa mới đi, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện làm một món gì đó thật ngon để chiều nay ông về chén một bữa. Tôi nghĩ đến trứng đúc với mỡ miếng tẩm xạ hương. Tôi nghĩ mãi, thấy chỉ có thế là ngon hơn cả. Trứng có mỡ có nhưng xạ hương thì không. Tôi sang nhà ông Tom trước cửa bên ấy có trồng xạ hương và tôi hỏi vợ ông ấy. Ông có biết không, non mặt bà ấy thật phúc hậu mà sao lại keo kiệt đến thế. Tôi hỏi vay bà ấy một nắm. Bà ấy trả lời vay ư. Vườn nhà mình chẳng có táo còi. Đến mai tôi sẽ đem biếu bà ta. Vì bà ta không có, mà bà ta thích thì tôi cho cả túi, trả miếng. Như thế mới hay. Cho xấu hổ một mẻ. Nghĩ thế tôi đã thấy thích rồi. Bà cụ quàng tay ôm cổ chồng và hôn chùn chụt như hôn em bé. Cả hai người đàn ông cười nói, hay lắm, tôi rất hài lòng. Đổi trác mỗi lúc một thiệt. Thế mà không mảy may làm cho bà lão mất vui. Tấm lòng ấy thật đáng trân trọng. Họ cho ông cụ lông dân một túi vàng. Vì bà cụ đối xử với ông chồng rất vui vẻ sau chuyện đổi trác như thế. Và ông cụ còn giàu gấp 10 lần, gấp 30 lần bán ngựa. Câu chuyện khép lại với một cái kết rất có hậu. Nó cho chúng ta thấy về tầm quan trọng của người giữ lửa hạnh phúc trong gia đình. Ông cụ đáng lẽ ra bị mắng, thực sự là đáng bị mắng, vì ông đã làm những việc hết sức ngốc nghếch, không theo cách làm của một người bình thường. Thế nhưng thay vì mắng, ông lại nhận được sự yêu thương tràn đầy và đồng cảm sâu sắc của người vợ. Dường như với vợ chồng ông lão, mọi sự lựa chọn của mỗi bên đều là tuyệt vời. Giữa họ dường như chẳng có gì là quan trọng bằng những nụ cười, sự vui vẻ và tình yêu thương. Đó chính là hạnh phúc. Cụ bà đã làm tốt vai trò là người xây tổ ấm, là người giữ ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình. Thực sự là hạnh phúc luôn cần sự vun đắp của cả hai phía. Nhưng để gìn giữ hạnh phúc gia đình, người phụ nữ phải đóng vai trò chủ động, mang tính quyết định. Việc lựa chọn người bạn đời hiểu được mình, đồng cảm với mình, luôn coi trọng những quyết định của mình, thực sự đáng được coi là vấn đề mang tính then chốt, bởi nó ảnh hưởng tới vận mệnh sau này của bạn. Có một người thông thái đã chỉ ra rằng, nếu cha của bạn chọn nhầm vợ, thì thời thơ ấu của bạn sẽ sống trong đau khổ. Nếu bạn chọn nhầm vợ, thì tuổi trung niên của bạn sẽ chẳng được bình yên. Và nếu con trai của bạn cũng sai lầm khi chọn vợ, thì những năm cuối đời của bạn sẽ sống trong cô đơn buồn tủi. Có thể bạn đã từng biết đến quỹ Bill và Melinda Gates, một tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới do tỷ phú Bill Gates và vợ ông bà Melinda góp vốn lập nên, với mục đích nâng cao vấn đề chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, giúp tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến tại Hoa Kỳ. Nhưng một lần, khi được một nhà báo hỏi quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời, ông đã trả lời rằng tìm được người kết hôn thích hợp mới là quyết định sáng suốt nhất. Tỷ phú Warren Buffett cũng đã từng nói rằng quyết định quan trọng nhất trong đời người là kết hôn với người nào, chứ không phải là đầu tư cái gì. Lựa chọn bạn đời không chỉ là
chọn một người mà còn là chọn cách sống. Phụ nữ đóng vai trò quyết định hạnh phúc của thế hệ trước, vui vẻ của thế hệ này và tương lai của thế hệ sau. Như thế, chẳng phải cần có phúc ba đời mới lấy được một người vợ tốt hay sao? Người đàn ông thông minh phải luôn biết quan tâm và che chở cho người phụ nữ bên cạnh mình đến cuối đời. Người phụ nữ trí tuệ phải luôn xem việc tự hoàn thiện bản thân là một môn học, không ngừng nghỉ. Bởi vì khí chất của người phụ nữ có được từ đọc sách, tài năng của người phụ nữ có được từ nghe nhạc, trí tuệ của người phụ nữ được rèn luyện ra từ hoàn cảnh. Xinh đẹp của người phụ nữ là tự đầu tư thời gian và tiền bạc đúng cách. Sức khỏe của người phụ nữ có được từ việc biết quý trọng bản thân. Mỗi phụ nữ cần không ngừng hoàn thiện chính mình, vì bạn là người quyết định đỉnh cao của người chồng và khởi điểm của con cái. Chúc các bạn ở vai nào thì diễn trò đó cho tốt. Làm được như vậy thì ngọn lửa hạnh phúc sẽ ấm mãi trong tim mỗi gia đình.